Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn. Chương 3391 không biết lượng sức. Sắc mặt Vũ Vô Thương tái nhợt như tờ giấy, không cam lòng nhìn qua Viên Nhị. Vốn dĩ cô ta muốn sống sót quá 50-60 chiêu, nhưng bản thân dốc sức liều mạng, có lẽ sẽ có một tia hy vọng. Không ngờ chỉ với một chiêu mà cô ta đã không ngăn cản được. Thức lực chênh lệch quá lớn khiến cô ta gần như tuyệt vọng. Viên Nhị hừ lạnh một tiếng, lãnh đạm nói, chỉ bằng một mình cô không thể vượt qua được cửa này, đừng uổng phí công sức. Sớm nhận thất bại để không bị thương và ảnh hưởng đến việc tu luyện. Bên dưới cột đá, Mạnh Thiền, Giang Hàn Nguyệt và những người khác cũng tỏ ra ngạc nhiên. Thực lực của người gác cổng thứ hai này thể hiện ra dường như còn mạnh hơn trước một ít. Giang Hàn Nguyệt ngạc nhiên nói. Mạnh Thiền trầm tư một lúc, rồi đột nhiên nở nụ cười, tôi hiểu rồi. Viên Nhị này là cố tình làm vậy, nó muốn dạy cho Vũ Vô Thương một bài học. Nếu quả thật cô ta bằng sức của mình vượt qua cấp độ thứ hai, nghĩ đến mặt mũi Viên Nhị sẽ không nhịn được. Lập tức mọi người thở phào nhẹ nhõm, sau đó một nụ cười hiện trên khuôn mặt của họ. Điều này quả thực có thể giải thích tại sao thực lực của Viên Nhị so với lúc trước có sự chênh lệch lớn như vậy. Vũ Vô Thương quá kiêu ngạo, loại hành vi này đã thách thức uy nghiêm của những người gác cổng này rồi. Người gác cổng cửa thứ nhất tính tình tốt hơn nên sẽ không chú ý. Nhưng cửa thứ hai này, ha ha, tôi xem Vũ Vô Thương và những người khác vượt qua như thế nào. Mạnh Thiền trêu tức cười đùa, với tâm lý đang xem một bộ kịch vui. Vũ Vô Thương liếc nhìn Đường Tuấn phía sau, nghiêm nghị nói, tôi sẽ không cứ như vậy nhận thua. Đây là cơ hội cuối cùng của cô ta chỉ có thể bị đánh bay ra ngoài, không bao giờ tự mình đi ra ngoài. Giọng nói vừa dứt, những giọt mưa rải rác trên bầu trời lại tụ họp lại. Nó dày đặc hơn trước, khí sắc lạnh lẽo càng thêm kinh hãi. Vào lúc này, Vũ Vô Thương đã có dấu hiệu đột phá tu vi. Hồ đồ ngu xuẩn mất linh nghiệm. Viên Nhị cười lạnh một tiếng. Lòng bàn tay của nó bao phủ Vũ Vô Thương, lòng bàn tay cứ lớn dần lên, và cuối cùng biến thành kích thước hàng trăm mét, ầm ầm rơi xuống. Không. Vũ Vô Thương tức giận gầm lên, trong mắt hiện lên ý chiến đấu vô tận. Nước mưa ngưng tụ thành kiếm bay lên trời, cố gắng ngăn cản lòng bàn tay của Viên Nhị. Không biết lượng sức. Viên Nhị cười nhạo một tiếng, chuẩn bị một hơi trực tiếp đánh bại Vũ Vô Thương. Chương 3392 toàn lực xuất thủ. Trên bầu trời những giọt máu bay lả tả. A! À, Viên Nhị gầm lên một tiếng. Không chỉ bởi vì lòng bàn tay bị thương, mà còn bởi vì khí tức mạnh mẽ kỳ lạ xuất hiện. Vũ Vô Thương nhìn cảnh này thì không thể tin được. Cô ta thực sự đã làm bị thương người gác cổng của cửa thứ hai. Ánh mắt của Mạnh Thiền và những người khác bên dưới đều kinh ngạc và run sợ. Chẳng lẽ Vũ Vô Thương đột phá? Chết tiệt, trận mưa này của Vũ Vô Thương vận may thật tốt quá. Mạnh Thiền nắm chặt nắm đấm, vừa rồi anh ta cũng cảm giác được khí tức của Vũ Vô Thương thay đổi, cho nên anh ta đương nhiên nghĩ tới phương diện này. Chỉ có Vũ Vô Thương biết điều đó. Vừa nãy khi cô ta lâm vào nguy hiểm đã hoàn toàn đã hiểu ra một số cái, nhưng sự thấu hiểu này không bao giờ có thể chuyển hóa thành chiến lực trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Cô ta hơi cau mày, trong nháy mắt vừa rồi, dường như cô ta đã nhận thấy rằng pháp lực của Viên Nhị đã giảm đi một chút. Chính vì điều này mà những vũ ti chi kiếm của cô ta có thể xuyên qua lòng bàn tay của Viên Nhị. Rốt cuộc là tại sao? Vũ Vô Thương nhìn chằm chằm vào Viên Nhị, trong nội tâm không ngừng suy đoán. Rốt cuộc là ai? Trong mắt Viên Nhị lửa giận hừng hực. Nó hoàn toàn không cho rằng là vì Vũ Vô Thương. Cho dù sau khi Vũ Vô Thương đột phá, nó cũng không để trong mắt. Đúng rồi. Đó là người có sức mạnh bổn nguyên. Chắc chắn là vậy. Viên Nhị chợt nghĩ đế. Mặc dù đã đoán được, nhưng Viên Nhị vẫn bất lực, nó thậm chí không thể cảm nhận được khí tức vừa mới phát ra là từ đâu. Nó nhìn Vũ Vô Thương, trong mắt lóe ra tia sáng dữ dội, thầm nghĩ, anh vì cô ta mà ra tay, vậy tôi sẽ buộc anh phải xuất hiện. Một luồng khí dữ dội hơn trước phát ra từ cơ thể nó, thân thể nó bắt đầu lớn hơn, khi dừng lại thì nó đã cao tới 30 thước rồi. Thân hình khổng lồ, cột đá không có chỗ cho nó đứng, chỉ có thể lơ lửng trên không trung, bóng lón đổ xuống thạch lâm phía dưới. Toàn lực xuất thủ. Nội tâm Mạnh Thiền run lên.
Viên Nhị ở trạng thái này thực lực không kém gì tiểu tôn giả. Đừng nói đến sự kết hợp hiếm thấy của Vũ Vô Thương và Đường Tuấn, cho dù là anh ta và Giang Hàn Nguyệt đi lên cũng không ngăn được mấy chiêu. Vũ Vô Thương sững sờ, dưới khí thế áp chế của Viên Nhị, cô ta gần như không có dũng khí ra tay. Nhưng đúng lúc này, giọng nói của Đường Tuấn lọt vào tai cô ta, cô muốn từ bỏ như vậy sao? Chương 3393 nó sắp thi triển đại thần thông. Thiên tinh lan thảo phải làm sao bây giờ? Cùng lúc đó, một pháp lực nhẹ nhàng hòa nhập vào cơ thể Vũ Vô Thương, nhanh chóng chữa trị vết thương của cô ta. Vũ Vô Thương tỉnh táo lại, nỗi sợ hãi trong lòng dần dần biến mất, tự tin và tinh thần chiến đấu cũng từ từ khôi phục, đây là lần thí luyện cuối cùng của tôi, không thành công thì thành nhân. Chiến! Cô ta bay lên và lao về phía Viên Nhị. Thân thể mảnh mai trái ngược hẳn với cơ thể như ngọn đồi của Viên Nhị tạo thành tương phản mãnh liệt. Trên mặt Viên Nhị tỏ ra vẻ khinh thường, nhưng nó vẫn đấm một quyền về phía Vũ Vô Thương. Phần lớn tâm trí của nó là cảm nhận xung quanh, chỉ cần khí tức khi nãy dám xuất hiện là nó có thể cảm nhận được. Sức mạnh của cú đấm này không yếu hơn bao nhiêu so với lần trước. Nhưng cũng tại thời điểm nắm đấm này sắp đập vào người Vũ Vô Thương, khí tức đó lại xuất hiện. Trong lòng Viên Nhị run lên, lần này khí tức trực tiếp đối đầu với khí tức của nó, thậm chí còn gián tiếp tác động vào pháp lực của nó, khiến uy lực của nắm đấm giảm mạnh. Oanh! Sức mạnh của nắm đấm bị giảm hơn phân nửa, nhưng nó vẫn đáng sợ như Vũ, trực tiếp đánh bay Vũ Vô Thương. Khóe miệng Vũ Vô Thương chảy máu, hơi nhíu mày. Thực lực này so với cô ta tưởng tượng yếu hơn rất nhiều, có lẽ cô ta còn có hy vọng chiến thắng. Lại tới. Không quan tâm đến vết thương, Vũ Vô Thương lại lao lên trời. Càng đánh, Viên Nhị càng ấm ức. Mỗi khi nó muốn đánh trọng thương Vũ Vô Thương, khí tức đó sẽ xuất hiện. Khiến nó phải tách phần lớn sức lực và tâm trí để chiến đấu. Hơn nữa thực lực của đối phương mạnh hơn nó rất nhiều, nó hoàn toàn không thể phát hiện ra đối phương đang ở đâu. Thêm vào đó, thực lực của Vũ Vô Thương không ngừng tăng lên. Một tăng một giảm khiến cho nó càng áp lực hơn. Không lâu sau, đã trải qua hơn 90 chiêu. Bắt nạt quá đáng. Trong nội tâm Viên Nhị gào thét. Nó không nên chịu ấm ức như vậy đến khi kết thúc 100 chiêu. Hai mắt nó đỏ bừng, như thể bị máu tươi nhuộm đỏ. Hai tia sáng đỏ như máu dần dần hiện ra trong đáy mắt nó. Nguy rồi. Chương 3394 còn vài chiêu nữa mới đủ 100 chiêu. Tất cả những vũ ti trên bầu trời đều ngưng tụ lại, cuối cùng biến thành một thanh cự kiếm làm bằng mưa. Cự kiếm dài 10 thước, mưa vẫn tuôn rơi trong thanh cự kiếm. Vũ Vô Thương cầm chặt vũ chi cự kiếm và khẽ hét lên, chảm không. Trong mắt Viên Nhị cũng bắn ra hai tia sáng màu máu, tia sáng xẹt qua bầu trời, chiếu sáng đỏ cả không gian. Khuôn mặt tái nhợt của Vũ Vô Thương không có bất kỳ biểu hiện gì. Cự kiếm do mưa ngưng tụ thành rơi xuống va chạm với hai tia sáng đỏ như máu. Toàn bộ không gian thí luyện liên tục nhấp nháy ánh sáng đỏ như máu, phản chiếu vẻ mặt kinh ngạc không thể giải thích được của những người dưới cột đá. Vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ, Vũ Vô Thương có thể tự mình chống đỡ mức độ này. Và sức mạnh phép thuật tuyệt vời của Viên Nhị đã khiến họ chậm chạp tại chỗ, thi triển đại thần thông của Viên Nhị đã khiến bọn họ ngây ngốc tại chỗ. Giờ phút này, không ai dám chế nhạo Vũ Vô Thương. Trận chiến cho tới bây giờ đủ để thể hiện thực lực của Vũ Vô Thương, ít nhất là phần lớn bọn họ đều không làm được. Thậm chí, bọn họ còn không để ý đến sự tồn tại của Đường Tuấn. Cái nào còn đánh thế nào nữa? Mạnh Thiền cười khổ. Giống như Vũ Vô Thương, anh ta chỉ nắm giữ được bán thức đại thần thông, anh ta căn bản không phải là đối thủ của Viên Nhị. Huyết quang trong không gian này dần dần tiêu tán. Trên bầu trời cũng dần xuất hiện mấy bóng dáng. Khi nhìn thấy rõ ràng, Mạnh Thiền hét lên, làm sao có thể. Trên không trung, Vũ Vô Thương giống như trước sắc mặt tái nhợt, không có nhiều thương tích. Về phần Viên Nhị, một vết thương dữ dội đã bị xé toạc trên ngực trái, và cậu có thể nhìn thấy trái tim đang đập trong lồng ngực mình. Về phần Viên Nhị, ở ngực trái có một vết thương dữ dội đã bị xé toạc, có thể nhìn thấy trái tim đang đập trong lồng ngực của nó. Nó đúng là bị bán thức thần thông của Vũ Vô Thương tạo thành. Viên Nhị trên không trung cũng giống lên, không thể. Viên Nhị trên không trung cũng giống lên, không có khả năng.
thức đại thần thông kia vậy mà đánh chật. Vào thời khắc mấu chốt nhất, khí tức lại xuất hiện lần nữa, điều này trực tiếp gây ra hậu quả đại thần thông kia bị đánh chật. Viên Nhị cảm thấy mình sắp phát điên, Viên Nhị cảm thấy mình sắp bị bức điên. Rốt cuộc là ai? Mau đi ra cho lão tử. Viên Nhị ngửa mặt lên trời gầm thét, thậm chí không quan tâm đến việc bị thương. Từ đầu đến cuối, người đó chỉ lộ ra khí tức, thậm chí còn không có ra mặt. Nhưng đã khiến nó trở nên điên rồ. Khốn khiếp. Viên Nhị chửi rủa. Vũ Vô Thương, Mạnh Thiền và những người khác không thể giải thích được. Chẳng lẽ còn có người âm thầm ra tay với Viên Nhị sao? Trên không trung, Vũ Vô Thương tuy không bị thương nặng nhưng pháp lực trong cơ thể gần như cạn kiệt và không thể tiếp tục chiến đấu. Còn vài chiêu nữa mới đủ trăm chiêu. Chương 3395 khốn khiếp, rốt cuộc là ai? Cô ấy nhìn Viên Nhị và nói, tiền bối. Cô ta nhìn Viên Nhị và nói, tiền bối. Nghe được lời nói đó, Viên Nhị đột nhiên nổi giận, từ khi bắt đầu đánh nhau với Vũ Vô Thương, ngoài việc lúc đầu nó đã chiếm thế thượng phong, thì trong những trận chiến sau đó, nó đã quá ấm ức, thậm chí có thể nói là phải thật cẩn thận, giống như đi trên lớp băng mỏng. Sự hụt hẫng trong lòng nó có thể tưởng tượng. Nó vẫn còn sức chiến đấu, nhưng khi nghĩ đến người trong bóng tối, nó cảm thấy tiếp tục chiến đấu cũng không có ích lợi gì. Nó xua tay nói, cô đã vượt qua kiểm tra rồi. Vũ Vô Thương thở phào nhẹ nhõm, thân thể lắc lư một hồi. Đường Tuấn nhanh chóng tiến lên đỡ Vũ Vô Thương, đồng thời truyền pháp lực vào người cô ta. Vũ Vô Thương nhìn về phía Đường Tuấn, trên khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười, nói chúng ta thắng rồi. Chúng ta đã thắng. Đường Tuấn cũng cười. Viên Nhị hơi nheo mắt lại, nghi hoặc nhìn về phía Đường Tuấn. Nó thiếu chút nữa quên đi Đường Tuấn. Một lúc sau, nó lắc đầu bác bỏ ý tưởng ngớ ngẩn nảy sinh trong đầu nó. Tên này làm sao có thể là người có sức mạnh bổn nguyên được. Viên Nhị trong lòng thầm nói một câu, sau đó mở một cửa thông đạo rồi nói với Đường Tuấn và Vũ Vô Thương, ở trạng thái này của các người, hầu như không cần nghĩ đến cửa thứ ba. Tôi khuyên các người nên từ bỏ càng sớm càng tốt. Không cần tiền bối phí tâm. Đường Tuấn trả lời. Anh dìu Vũ Vô Thương bước vào cửa thông đạo và biến mất trước mặt mọi người. Chân trước hai người vừa rời đi, có hai bóng người từ dưới cột đá bay lên và nói. Tiền bối, chúng tôi tới thách đấu. Đó là Giang Hàn Nguyệt và Mạnh Thiển. Trên môi nở nụ cười nhạt, Mạnh Thiển trông rất tự tin. Mọi người có thể thấy rằng trạng thái của Viên Nhị lúc này rất kém, và đây chắc chắn là thời điểm tốt nhất để họ thử thách. Mọi người có thể thấy rằng trạng thái của Viên Nhị lúc này rất kém, đây chắc chắn là thời điểm tốt nhất để họ thử thách. Những người khác bên dưới cũng hiểu ngay, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Có lẽ một số người trong số họ cũng có cơ hội vượt qua cửa thứ hai. Viên Nhị chỉ có thể thở dài bất lực. Bởi vì người kia không xuất hiện, khiến cho khảo nghiệm ở cửa thứ hai này hoàn toàn thất bại. Khốn khiếp, rốt cuộc là ai? Chương 3396 Hoàng Kim Viên không nói thêm gì nữa. Trong lòng Viên Nhị thầm rủa Nó nhìn những người còn lại trong đám đông, để lộ ra một tia dữ tợn. Những kẻ này còn muốn sửa mái nhà dột, các người thật sự cho rằng nó không có sức chiến đấu sao? Cho dù anh là ai, cho dù anh có vượt qua bài kiểm tra của tôi, viên đại kia chắc chắn sẽ gây khó dễ cho anh. Tâm trí của Viên Nhị đã ổn định một chút. Người gác cổng cửa thứ ba chính là anh cả của nó Viên Tam, một hoàng kim viên có chiến lực tiểu tôn giả. Đi ra khỏi thông đạo, Đường Tuấn và Vũ Vô Thương lại bước vào một con đường núi. Cây cối trên con đường núi này thưa thớt hơn, trong không khí có tuyết rơi nhẹ, bên đường đọng một lớp tuyết mỏng. Đường Tuấn dìu Vũ Vô Thương, vừa đi vừa chữa trị vết thương cho cô ta. Vốn dĩ pháp lực của Vũ Vô Thương đã cạn kiệt. Nhưng dưới sự điều trị của Đường Tuấn, vết thương không chỉ nhanh chóng lành lại mà ngay cả đan điền trống rỗng trong cơ thể cô ta cũng sinh ra pháp lực, thậm chí còn nhanh hơn cả khi cô ta tu luyện lúc không bị thương. Đến cùng là anh tu luyện công pháp gì? Vũ Vô Thương kinh ngạc nhìn Đường Tuấn. Đường Tuấn cười nói, đây là năng lực của bác sĩ, không liên quan gì đến công pháp tu luyện. Vậy sao? Vũ Vô Thương vẫn có chút không tin. Cô ta cũng đã từng gặp những bác sĩ thần thánh khác, nhưng không ai trong số họ có thể làm được như Đường Tuấn. Đường Tuấn nhìn về phía trước,
ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc. Anh cảm thấy một luồng khí tức cực kỳ cường bạo trước mặt mình, không kém hơn Mạnh Tinh Hà bao nhiêu. Nó phải là người gác cổng của cánh cửa thứ ba. Cửa thứ ba này, e rằng không có cách nào để đánh lừa như ở cửa thứ hai. Có lẽ đã đến lúc thể hiện một chút sức mạnh thực sự của mình. Không lâu sau, một tòa tháp Phật hiện ra trong tầm mắt của hai người. Tháp Phật chỉ cao 3-4 mét, toàn bộ tháp Phật toát lên vẻ tang thương phong cách cổ xưa và giản dị như đã trải qua hàng nghìn năm. Phía trước tháp Phật, có một con hoàng kim viên đang ngồi xếp bằng. Con hoàng kim viên này không cao lắm, thoạt nhìn trông giống như 1m78. Không giống như viên tam và viên nhị, lông mày của hoàng kim viên này dĩ nhiên là màu trắng bạc và rất dài, đang bay theo gió. Nó mở mắt ra, không có bất kỳ tầm nhìn nào, chỉ có một màu tĩnh lặng. Nhìn về phía Đường Tuấn và Vũ Vô Thương, khách khí nói, hai người có thể nghỉ ngơi một lát, khôi phục khí lực một chút, sau đó tái đấu. Lúc này, có vẻ như nó đã nhìn ra trạng thái khác thường của Vũ Vô Thương. Vũ Vô Thương và Đường Tuấn nhìn nhau và gật đầu. Ngay lập tức, cô ta ngồi khoanh chân xuống, vận công để phục hồi pháp lực và tinh thần. Hoàng Kim Viên nhìn chằm chằm Đường Tuấn, trong đôi mắt bình tĩnh đột nhiên hiện lên tia sáng kỳ lạ, nói anh rất phi thường. Vũ Vô Thương đang nghỉ ngơi, nhướng mày. Đường Tuấn cười nói, khen nhầm rồi. Hoàng Kim Viên không nói thêm gì nữa. Không lâu sau, sau lưng vang lên tiếng xé gió. Mạnh Thiển và Giang Hàn Nguyệt nhanh chóng tiếp cận đây. Chương 3397 tôi là Viên Đại. Đường Tuấn và Vũ Vô Thương chọn cách phớt lờ những lời phàn nàn của Mạnh Thiển. Tham gia thí luyện chính là quan hệ cạnh tranh, bất kỳ lời giải thích nào đều là dư thừa. Mạnh Thiển thở hổn hển trừng mắt nhìn Vũ Vô Thương, trên mặt có chút giễu cợt, nói, Vũ Vô Thương, tôi thực sự đã đánh giá thấp thực lực và sự may mắn của cô. Nhưng ở cửa thứ ba này, cô có thể gặp khó khăn. Có cái này ở phía sau cô không có khả năng thắng. Đánh giá khí tức của Hoàng Kim Viên ở cửa thứ ba, nhất định là cấp bậc tiểu tôn giả. Tôi không ngờ tới thí luyện lầm này lại khó khăn đến vậy. Người có sức mạnh bổn nguyên rốt cuộc là ai? Mối nghi ngờ trong lòng Mạnh Thiển ngày càng sâu sắc. Anh ta liếc nhìn Hoàng Kim Viên đang ngồi xếp bằng như lão Phật ra trước tháp Phật, sau đó cũng tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu trạng thái hồi phục. Sau khi Mạnh Thiển và Giang Hàn Nguyệt đến, lại có hai đội nữa đi tới tháp Phật, rồi biến mất. Khi bọn họ lên đến cửa đầu tiên, tổng cộng có 68 người, nhưng khi bọn họ đến cửa thứ ba, chỉ còn lại 8 người. Đây cũng là bởi vì người gác cổng ở cửa thứ hai, Viên Nhị bị Vũ Vô Thương đánh trọng thương, điều này khiến xác suất những người khác vượt qua cao hơn một chút, nếu không tỷ lệ bị loại có lẽ sẽ cao hơn. Những người khác đều đang điều chỉnh khí tức và hồi phục, chỉ có Đường Tuấn là người duy nhất đứng, trông hơi thất thần. Nhưng cũng không ai suy nghĩ nhiều, theo bọn họ, Đường Tuấn từ đầu đến cuối chưa từng khiêu chiến, cho nên nhất định phải ở trạng thái đỉnh cao. Nhờ sự giúp đỡ của Đường Tuấn, Vũ Vô Thương là người đầu tiên hồi phục. Mạnh Thiển không khỏi chế nhạo, anh chỉ có điểm đó để dùng. Vũ Vô Thương không lập tức khiêu chiến, mà đợi những người khác phục hồi. Hoàng Kim Viên ở trước tháp Phật vui cười nói, quy tắc rất đơn giản, hai người hợp thành một đội. Chỉ cần có thể sống sót quá 10 chiêu trong tay tôi, cho dù có vượt qua thí luyện mới có đủ tư cách trở thành đệ tử bên ngoài của cung Hỗn Nguyên. Đệ tử bên ngoài của cung Hỗn Nguyên. Sắc mặt Đường Tuấn hơi thay đổi. Những người tu luyện ở thần quân cảnh hậu kỳ là tổ tiên của môn phái ở thế giới bên ngoài, nhưng cái này cũng chỉ đủ tư cách để trở thành đệ tử bên ngoài của cung Hỗn Nguyên. Cung Hỗn Nguyên rốt cuộc là nơi nào? Vũ Vô Thương và những người khác không quá ngạc nhiên. Tất cả họ đều có lai lịch rất lớn, họ đều có hiểu biết nhất định về cung Hỗn Nguyên. Đối với việc chỉ là đệ tử bên ngoài, thay vì cảm thấy hạ thấp bản thân ngược lại bọn họ còn cảm thấy rất tự hào. Hoàng Kim Viên tiếp tục, tôi là Viên Đại. Chắc hẳn mọi người cũng đại khái có thể đoán được thực lực của tôi. Theo như lời các người nói, thực lực của tôi so với tiểu tôn giả trong miệng các người không khác nhau lắm. Cho nên đừng nghĩ đến chuyện đánh luân phiên để tiêu hao khí lực của tôi sẽ duy trì sự công bằng tuyệt đối khi đến cửa cuối cùng. Được rồi, các người quyết định xem ai lên trước. Chương 3398 tiền bối, chúng tôi nhận thua. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, lời nói của Viên Đại đã cắt đứt tâm cơ đùa nghịch của bọn họ.
Mạnh Thiển và Giang Hàn Nguyệt liếc nhìn nhau, sau đó biến hóa thành hai tàn ảnh rồi lao về phía Viên Đại. Tiền bối, đắc tội rồi. Mạnh Thiển khẽ quát một tiếng. Một tinh quang đại hà lập tức xuất hiện ở trước tháp Phật, sông lớn biến thành thác nước trên trời, từ trên trời đâm thẳng xuống. Trên không trung nổi lên những bông tuyết, tất cả bông tuyết đều ngưng tụ, bông tuyết trên không gian cũng bị ngưng tụ. Mạnh Thiển và Giang Hàn Nguyệt trực tiếp tung ra đòn tấn công mạnh nhất, thi triển ra đại thần thông mà mình nắm giữ. Phong tỏa một khoảng không gian và một đòn tấn công chí cường thực sự là một sự kết hợp tuyệt vời. Không tồi. Viên Đại khen một câu. Hai cặp lông mày trắng bạc đột nhiên dài hơn, nhẹ nhàng bay múa trên không trung, quất về phía thác nước trên trời kia. Sắc mặt Mạnh Thiển dữ tợn, trịnh trọng nói, tiền bối, đây là đại thần thông mà ngài nắm giữ. Ngài dùng lông mày đánh nhau, có khinh thường tôi quá mức hay không? Viên Đại mỉm cười. Thác nước trên trời của Mạnh Thiển rộng hơn 30 thước, cao 100 thước, cuồn cuộn dâng trào. Sức mạnh từ trên trời rơi xuống chắc chắn không thua gì một ngọn núi cao. Lông mày Viên Đại giống như hai cành liễu, yếu ớt vô lực. Chẳng lẽ Viên Đại đang nhường? Khi ý nghĩ này lướt qua tâm trí người khác, lông mày và thác nước trên trời va chạm vào nhau. 3. Cặp lông mày màu trắng bạc giống như hai đạo kiếm quang màu trắng bạc, trực tiếp tách thác nước trên trời thành hai nửa. Trên bầu trời đầy ánh sao rơi, phản chiếu vẻ mặt kinh hãi của Mạnh Thiển. Sau khi cặp lông mày trắng bạc tách thác nước trên trời ra, nó nhảy đến cách Mạnh Thiển chưa đầy 10 cây. Với sức mạnh chia cắt của thác nước trên trời vừa rồi, nếu lông mày vỗ xuống, Mạnh Thiển không nghi ngờ gì nữa, tiểu thế giới của chính mình cũng sẽ tan tành. Một đôi lông mày trắng bạc khác xẹt qua trước mặt Giang Hàn Nguyệt. Ừng ực. Mạnh Thiển và Giang Hàn Nguyệt nhịn không được mà nuốt nước bọt. Cả hai chưa bao giờ cảm thấy cái chết cận kề với mình như vậy. Chương 3399 cô chưa thử làm sao biết. Bọn họ không dám dùng mạng sống của chính mình để đánh cược. Mặc dù Giang Hàn Nguyệt có chút tiếc hận, nhưng cũng chỉ có thể tha thở số mệnh đang lừa người. Khi chạm trán với Viên Đại, ai trong số họ có thể đỡ được 10 chiêu? Tốt! Viên Đại nói lớn. Một lực đẩy Giang Hàn Nguyệt và Mạnh Thiển sang một bên. Thí luyện lần này khá đặc biệt. Dù các người thừa nhận thất bại nhưng vẫn không thể rời đi. Cho nên mong các người tiếp tục theo dõi trận chiến. Viên Đại cười lớn. Mạnh Thiển và Giang Hàn Nguyệt chỉ có thể cười khổ. Cũng thế, nhân tiện nhìn xem thủ đoạn của những người khác. Tiếp theo là ai? Viên Đại hỏi. Vũ Vô Thương và hai đội còn lại bốn mặt lộ vẻ cười khổ. Thực lực chênh lệch quá lớn, một chiêu đã đánh bại người mạnh nhất là Mạnh Thiển và Vũ Vô Thương. Làm sao bọn họ có thể chiến đấu được? Thí luyện dị thường. Mặc dù ngay từ đầu bọn đã biết rằng độ khó của thí luyện sẽ tăng lên, nhưng vẫn không nói nên lời trước độ khó này. Trong nội tâm thầm oán trách vài câu, hai đội còn lại nhận thất bại. Bọn họ đều có một hoặc hai cơ hội tham gia thí luyện, vì vậy không cần phải dập đầu chết lần này. Vũ Vô Thương nở nụ cười gượng gạo, cô ta liếc nhìn Đường Tuấn, trong mắt có chút không đành lòng. Đây là lần thử nghiệm cuối cùng của cô ta đương nhiên không muốn từ bỏ như thế này. Nhưng khi nghĩ đến thực lực của Viên Đại khiến cô ta run sợ. Đồng thời cũng khiến cô ta nghi ngờ thực lực của bản thân, đối mặt với một Viên Đại mạnh mẽ như vậy, cô ta còn có thể bảo vệ Đường Tuấn hay không? Trên đường đi từ lâu cô ta đã coi Đường Tuấn là trợ thủ tốt nhất, người phải được bảo vệ. Nếu Đường Tuấn thực sự vì sự cố chấp của cô ta mà bị thương, cô ta sẽ không thể đối mặt với chính mình. Do dự hồi lâu, trong lòng Vũ Vô Thương thở dài. Cô ta mở miệng định thừa nhận thất bại, nhưng giọng nói của Đường Tuấn lại vang trước cô ta một bước, chúng tôi muốn thách đấu. Đường Tuấn, anh! Vũ Vô Thương kinh ngạc nhìn Đường Tuấn. Yo, phế vật còn muốn kiên cường một chút nữa. Thật đáng tiếc khi anh không có khả năng lựa chọn thời gian của mình. Giọng nói đùa cợt của Mạnh Thiển vang lên. Những người khác không thể nhịn được cười, như thể họ đã nghe thấy một câu chuyện cười. Đường Tuấn, đừng kiên trì nữa được không, chúng ta không thể đánh lại nó. Vũ Vô Thương lắc đầu. Đường Tuấn cười nói, cô chưa thử làm sao biết. Vũ Vô Thương sững sờ. Mạnh Thiển và Giang Hàn Nguyệt chính là bài học, còn cần phải thử sao?
Cô ta cũng không nhận ra rằng sức mạnh của bản thân lại mạnh hơn sức mạnh của hai người này. Đường Tuấn giải thích nói, tôi còn chưa có ta tay, làm sao anh biết kết quả cuối cùng? Vừa dứt lời, Mạnh Thiền và Vũ Vô Thương đều khẽ nhếch khóe miệng, với vẻ mặt nghi ngờ không biết có phải mình đã nghe nhầm hay không. Ha ha ha, cười chết tôi mất. Mạnh Thiền che bụng cười lớn, đưa tay chỉ vào Đường Tuấn, anh ga cố nén cười, cố ý bắt trước lời Đường Tuấn, tôi còn chưa ra tay. Anh ta chế nhạo, Vũ Vô Thương, xui xẻo tám kiếp cho cô khi cùng đội với tên này. Nếu anh ta đi kể chuyện xưa, chắc chắn sẽ rất hay. Những người khác cũng lộ ra vẻ giễu cợt. Chương 3400 cửa ải để tôi làm. Vũ Vô Thương cau mày nói, Đường Tuấn, đừng làm loạn. Cô ta đột nhiên thấy sắc mặt kiên định của Đường Tuấn, vốn muốn khuyên giải mà lời tới miệng rồi lại không nói ra. Cô ta khẽ thở dài và thầm nghĩ, mà thôi. Theo anh thử một lần đi, tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ anh và bảo vệ tính mạng của anh. Nghĩ đến đây, cô ta nhìn Viên Đại nói, tiền bối, chúng tôi muốn thử một chút. Viên Đại gật đầu, nhìn về phía Đường Tuấn nói, tín nhiệm là tốt rồi, hy vọng thực lực của anh cũng như vậy. Vũ Vô Thương khẽ quát một tiếng, nước mưa trên bầu trời ngưng tụ, trực tiếp ngưng tụ thành một vũ ti cự kiếm. Đối mặt với Viên Đại, Vũ Vô Thương không chút do dự, trực tiếp sử dụng bán thức đại thần thông. Viên Đại lắc đầu, hai hàng lông mày bạc phơ bay trong gió. Một vệt sáng bạc rơi xuống, trực tiếp đánh nát vũ ti cự kiếm. Đôi lông mày trắng bạc bay múa trước mặt Vũ Vô Thương. Cô ta cũng bị một chiêu đánh bại, giống như Mạnh Thiền lúc trước. Quả nhiên! Vũ Vô Thương thầm nói. Thực lực chênh lệch quá lớn đến nỗi cô ta thậm chí không có thêm bất kỳ ý tưởng nào. Cô ta quay đầu nhìn Đường Tuấn, lại nhìn thấy một đôi lông mày trắng bạc từ trên không rơi xuống, một tay của Đường Tuấn tạo thành trường đao. Cái này! Vũ Vô Thương sững sờ. Vừa rồi cô ta theo thói quen bảo vệ Đường Tuấn sau lưng, quay lưng về phía Đường Tuấn, không nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn đôi lông mày bay xuống kia, cô ta mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Mạnh Thiền và những người khác cũng đều ngây người. Không giống như Vũ Vô Thương, bọn họ đã nhìn thấy rõ ràng những gì đã xảy ra. Vào thời điểm lông mày của Viên Đại sắp chạm vào Đường Tuấn, lòng bàn tay của Đường Tuấn trở thành một đao, lập tức cắt đứt lông mày của nó. Đôi lông mày có thể làm tan nát tiểu thế giới của người tu luyện lại bị Đường Tuấn cắt đứt như vậy. Tên này luôn ẩn giấu thực lực sao? Một ý nghĩ cùng lúc xuất hiện trong đầu của tất cả mọi người có mặt. Đường Tuấn xuất hiện bên cạnh Vũ Vô Thương, bàn tay vung lên, hất ngược hàng lông mày bạc trắng trước mặt cô ta ra, nói cô không cần phải ra tay. Cửa ải để tôi làm. Vũ Vô Thương đờ đẫn gật đầu. Lần này cô ta nhìn thấy rõ ràng, Đường Tuấn hất ngược lông mày khiếp sợ của Viên Đại. Có chút thú vị. Viên Đại cười. Đôi lông mày bị cắt đứt của nó lại mọc lên, hai sợi lông mày hóa thành hai tia sáng bạc chém về phía Đường Tuấn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 187.